Bữa nay á, Tion lại tiếp nhận thêm một bạn người cá mới nữa. Bạn này mới sinh ra đời nha các bạn. Muốn hỏi tên bạn thấy không? Ai cũng muốn hỏi tên của em kìa, em tên gì? Minh Châu hả? Em mấy tuổi rồi? 10 tuổi hả? Hôm nay em tới nhà Tion để Tion giúp em trở thành người cá, em thấy vui không? Rồi, em có sẵn sàng để trở thành người cá chưa? Và trước khi trở thành người cá, anh muốn hỏi em là tại sao em muốn trở thành người cá? Ngắm cá trong đại dương hả? Em thích ngắm cá trong đại dương. Vậy em có thích ngắm cá trong hồ cá không? Tại sao vậy? Vậy nó không có vui đúng không? Nên mình được làm người cá, mình được hòa mình vào thiên nhiên, rồi mình được bơi với cá ha, thích hơn chứ đúng không? Nên mình học để trở thành người cá ha. Thì bữa nay tôi sẽ hướng dẫn cho em những cái bài bơi cơ bản để em phát triển lên những kỹ năng bơi lội chuyên nghiệp của một người cá